mình đọc cái chú Đại Bi ấy là mình cũng thay đổi rất là nhiều đấy. Có một thời gian phải đến đến 3 4 tháng mình đọc chú Đại Bi ạ. Có thời gian đọc kinh mà cân bằng này, tình yêu thương là một từ bi vô điều kiện này, tử tế tốt bụng này, duy trì hết mình, duy trì mối quan hệ hài hòa với người khác này. Đó. Luân xa mình, luân xa bốn của mình cũng không cân bằng lắm. Đấy, tự trách bản thân mình này, sợ bị bỏ rơi này, cảm giác không xứng đáng yêu thương này, đây là mình bị tắc nghẽn này. Đó. Cảm giác không xứng đáng yêu thương. Mình cảm thấy rằng là mình không xứng đáng yêu thương nên là mình rất hay từ chối tình yêu. Đó, không xứng đáng à, tôi không cảm thấy xứng đáng à, con người tôi có gì tốt đâu mà được người khác yêu thương. Rất nhiều người trong anh chị bị dính cái điều này đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Tí sẽ giải thích cho mọi người. Bạn tỏ ra xa cách với những người xung quanh này, bạn tỏ ra lạnh lùng và xấu tính với họ này. Đấy, tức là mình tự đẩy họ ra bên ngoài. Không biết có ai bị tắc nghẽn không nhỉ? Đấy, chúng ta hỏi nhau tí có ai bị tắc nghẽn không? Có ai bị tắc nghẽn không? Chị Minh Thanh đoàn à, nếu em thế em mở ra với có âm rồi toàn thấy người âm kiếm nhờ cầu siêu. Ok chị Minh Anh à, Minh Thanh nhá, hôm nào học lên Reiki Master sẽ có cái cách để siêu độ cho họ nhá, độ đó chị. Rồi mọi người đọc kinh đọc chú rất tốt nhá, nên đọc đọc kinh gì cũng được nhá, chú Đại Bi cũng được. Mà mọi người nhớ này, đọc đọc kinh đọc chú xong nhá, cái điều này thì chắc là các thầy sẽ nhắc mọi người rồi, nhưng mà đọc kinh đọc chú xong này thì nhớ là hồi hướng nhá. Hồi hướng tức là gửi những cái công đức của mình đọc kinh ra cho những người xung quanh mình, hoặc là thậm chí là cho những cái đội mà đến tìm mình ấy. Các anh chị chắc đọc kinh nhiều sẽ biết rằng là các anh chị đọc kinh thậm chí là các anh chị cảm nhận được một đội đến cùng mình luôn đúng không ạ? Các anh chị hút rất nhiều vòng về đó, đúng không? Không biết ai có biết điều này không, các anh chị đọc kinh là bắt đầu hút rất nhiều vòng về, bởi vòng nó sẽ nghe theo kinh để nó nương theo ánh sáng đi, mà nó không nương được ấy thì mình phải hồi hướng, tức là mình mọi người đẩy đẩy một ít cái năng lượng mà mọi người đã được được tiếp nhận, tức là công đức ấy, đọc tiếp nhận sang cho đội đấy, nó đi đi. Không là lần sau nó cứ à mình đọc kinh xong, tại sao tôi đọc kinh xong tôi lại cứ thấy tôi bị bóng đè, tôi cứ thấy bị tôi bị làm sao đấy, mọi người hiểu. Bởi vì mọi người đọc kinh mà năng lượng phát ra rất nhiều, bọn nó bị hút về đấy, được chưa? À không hiểu sao tôi đọc kinh xong tôi cứ thấy nhiều bóng ma hơn, tôi bắt đầu thấy nhiều ảo ảnh hơn. Không biết ai bị không, mọi người bây giờ mọi người hiểu lý do tại sao đấy nhá. Tại sao ở chùa rất nhiều vong, không biết mọi người biết điều này không, ở chùa rất nhiều vong hả? À, nên là trẻ con thì tốt nhất là bận 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 bé bé tốt nhất cho nó đi chùa ít thôi, học chú mật tông rồi. Rồi đúng rồi, rất nhiều người bị ảnh hưởng ở khu vực cơ sở số 4 này. Đấy bạn này bạn bảo bị tắt hết 4 cái, một thằng mà bị ảnh hưởng nặng nề nhá, một cái mà bị ảnh hưởng nặng nề nó sẽ kéo theo tất cả những cái còn lại. Đầu kinh có câu đó đó à, bạn ra giới chủ đúng rồi, đúng rồi. Bật kinh nghe là bình thường nhá, mọi người phải hiểu như này, sẽ đến cái thời điểm mà mọi người đọc kinh nhá mà cái giọng đọc nó không còn là của mình nữa luôn đấy. Đọc kinh giọng đọc không còn của mình luôn, thậm chí 2 3 giọng đọc của mình luôn. Đọc chú Đại Bi vong theo đầy, chính xác. Ông chú Đại Bi với cả chú Vãng Sanh ấy là mấy cái ông mà chuyên đi hút vong. Nghe kinh nhưng không đọc. Đọc mới là tỏ ra nhiều điều lòng thành nhé mọi người. Đọc mới là tỏ ra, nghĩa là mình bắt đầu bỏ ra công sức của mình nhé. Chứ còn nghe thì nghe cái gì nữa? Nhiều vong ngặt lắm thầy. Chị Mỹ Thanh này chứng tỏ rằng là hôm nào chị Mỹ Thanh mà học cái bộ môn về thần số ấy, chị sẽ được cô giáo Hà nhé phân tích cho tại sao mà chị lại rất hay gặp thế giới người âm nhá. Hôm nào học thần số ở bên 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 Nghĩa Châu tổ chức á, chị sẽ được cô giáo Hà, cô sẽ giải thích cho tại sao chị rất hay gặp người âm, mà gặp người âm nhiều ấy. Tất nhiên là người âm tìm đến mình để họ đi thôi, nhưng mà cái vấn đề là nhiều quá thì mình sẽ bị ảnh hưởng, mình sẽ bị mất ngủ, mình sẽ bị sợ hãi, mình sẽ bị tụt cái năng lượng của mình xuống. Rồi, chú có hay kinh nào nhẹ nhàng hơn không ạ? Bây giờ bạn Hoàng Minh Châu này, bạn phải biết này. Em đọc kinh để làm gì? Nhá. Em đọc kinh để làm gì? Nếu em sợ những điều đấy thì đừng đọc, được chưa? Mình phải xem là cái mục đích đọc động cơ mình đọc kinh để làm gì. Ví dụ hồi trước mình đi đọc kinh chú Đại Bi chẳng hạn. Thời điểm đấy tự dưng muốn đọc thôi. Thế thôi.
Đó, tự dưng mới đọc thôi. Và khi mình đọc ấy thì đúng rằng là mình thấy là rất là nhiều người, thậm chí còn mình nghe âm gió trong tay mình nó cũng đọc theo đúng điều ấy của mình luôn, nhưng mình không sợ đấy. Thậm chí là cái thời điểm mà không biết là mọi người đọc kinh bị gì hay không đó, khi mình đọc kinh này mình đặt tay trước ngực này thì người mình tự vái luôn đấy, người mình tự vái luôn mà mình không có tự được. Nói chung là mình cũng có rất là nhiều cái trải nghiệm về thế giới tâm linh nhưng mà không chia sẻ với người nhiều thôi đó. Người mình tự vái luôn, tự vái cái tờ kinh luôn á, bởi vì lúc ấy mình nhìn thấy linh ảnh của Đức Quan Âm mà đó, nhưng mà mình không sợ, thậm chí mình nghe đi nó không sợ, mình biết rằng là à, mình đọc bởi vì muốn đọc thôi đó. Chứ còn là à, tôi muốn đọc để tôi nâng cao trường năng lượng của tôi ấy, thì chắc chắn rằng là đấy, mọi người biết không ạ, đấy chính là cái tâm tham của mình. Tôi tham cái điều này để tôi đạt được điều kia. Tâm mong cầu tôi là gì ạ? À, tôi muốn nâng cao trường năng lượng của tôi, thì sẽ hút những cái bọn mà tham mong cầu vào, đúng không ạ? Nó hút tất cả mọi thứ tham đều hút về đó. Đọc đọc thì tốt, Ho'oponopono cũng được, pháp Ho'oponopono tốt mà. Mình nghe kinh Omani Padme Hum cảm thấy hơi chóng mặt buồn nôn, cái nào cũng nghe không hợp thì thôi bỏ qua. Nghe thực ra nghe mà thấy khó chịu ấy, thông thường là cái kinh nó đang tác động mình ạ. Tùy duyên thuận pháp nhé, tùy duyên thuận pháp. Chúng ta không phải là nghe người khác khác nói cái điều này tốt thì mình làm theo đâu. Mọi người cứ thử hết tất cả các pháp đi nhá. Nhiều nhiều câu hỏi quá. Thầy nói rõ về cách hồi hướng sau khi đọc chú được không ạ? Gõ Google là có nhá. Khổ quá mọi người ơi, cái câu hỏi nào có Google. À, hồi hướng nghĩa là gì? Hồi hướng gõ lên Google, được chưa? Tự chủ động đi. Hồi hướng nghĩa là gì? Gõ lên Google, hồi hướng nghĩa là gì? Được chưa? Buổi trước đã dạy rồi. Cái gì không biết thì tra Google. Google xong không hiểu nữa bắt đầu hỏi thầy. Đó. Đôi khi là mọi người Google xong là thấy ông thầy mình trả lời bố láo có tét. Chắc chắn là như thế luôn. Đó, thế đừng hỏi thầy về làm gì cả. Đó, có những người họ chuyên chuyên về điều đấy, họ hỏi về năng lượng các thứ thì mình trả lời được. Nhiều nói về tình yêu thì nói rất nhiều, mà nói bắt đầu về vong mọi người bắt đầu nói nhiều hơn đấy, không ạ? Chúng ta đầu kinh có thể hồi hướng rồi. Ok, mantra cũng được nhé, mantra cũng được đấy. Mantra mình rất hay đọc đó chính là câu Om Mani Padme Hum. Rất dễ, rất dễ đọc. Đó rồi, tắc nghẽn này. Đó, nếu chúng ta mở quá này, chúng ta luôn luôn có cảm giác chiếm hữu. Chúng ta yêu có một tình yêu có điều kiện. Đó, chúng ta có xu hướng trở thành người rất ngốc nghếch trong tình yêu. Đó, chúng ta luôn luôn khiến cho người ta ngộp thở trong cái tình yêu của mình. Mình yêu người ta quá nhiều. Đó, à mình trở thành bố người ta, mình trở thành mẹ người ta trong cái cuộc tình yêu này. Đó. Chúng ta không biết đâu giới hạn của mình, tức rằng là mình không nhận thức được rằng là cái giới hạn mình ở trong tình yêu là như thế nào. Và chúng ta luôn luôn mới muốn người khác yêu theo cách mà mình yêu họ. À, mình yêu họ như này nên họ cũng phải yêu mình ngược lại. Tức rằng là chúng ta đang bó buộc cái sự tự do của họ trong tình yêu. Mình càng yêu người ta ấy, thì mình phải chấp nhận người ta bỏ đi. Không biết ai nghe câu này chưa, không biết là trong cái câu nào. Hình như thơ của Rumi thì phải. Đó. Chúng ta càng yêu người ta, chúng ta phải tạo ra sự tự do cho họ. Đó. Chứ không phải là tôi yêu người ta tôi phải có cảm giác chiếm hữu đó. Cái việc quá mở này nó khiến cho chúng ta bị giống như kiểu là mà biết việc quá mở. Một cái trường hợp đơn giản là gì không ạ? Chính là cái bọn là stalker ấy, tức là bọn chuyên theo dõi ấy. Đấy, có rất nhiều bọn chuyên theo dõi rất yêu người ta, giống kiểu tình đơn phương ấy, hiểu không? Đó là tình đơn phương, bắt đầu là thả tim này, xong rồi thì là luôn luôn lấy ảnh người ta để trong màn hình ảnh của mình này. Đấy, những cái dạng đấy là bị làm sao, là cái khu vực quan sát tim mình quá mở, nhưng vấn đề là nó mở không hướng nó từ người kia, nó sẽ ngược lại mình. Đó, nó ảnh hưởng đâu ạ? Đến câu hỏi số 3, tức là không dám thể hiện tình yêu của mình ra bên ngoài, được chưa? À, những ông mà thể hiện tình yêu mình quá trớn, yêu quá, ồ, em không yêu anh thì anh sẽ chết ở đây, đúng không? Nhưng mà không thấy đứa nào chết cả, rất tiếc như thế. Những người như thế thì tốt nhất rằng là nên đầu thai để học một bài học mới, được chưa? Còn như thế thì gọi là những cái ông mà à, em không yêu anh thì anh sẽ chết ở đây, nếu anh không yêu em thì em cũng sẽ chết ở đây. Đó, những cái đội như thế là họ không học được bài học ngay thời điểm đấy đâu, đến lần sau họ sẽ bị cũng học y chang bài học như vậy, và họ sẽ bị ruồng bỏ đến khi nào họ học cách yêu thương bản thân mình. Hãy nhớ điều đấy, nói điều này ra thì hơi thô nhưng mà sự thật là như vậy, đúng không ạ? Không có ai, mình không phải sống nhờ ai cả, không yêu thì thôi đấy, mình phải yêu bản thân mình. Thằng số 4 nè, à mình yêu thương là bản thân mình thì mình mới bắt đầu yêu người khác được vô điều kiện, được chưa? Bởi vì mình yêu bản thân mình, tức là gì ạ?
à mình yêu bản thân mình yêu kể cả những cái xấu của mình, và khi mình nhìn ra những cái xấu của người ta bởi vì mình có cái xấu đấy thì mình mới yêu được cái xấu của người ta, đúng không? Mình chấp nhận được người ta đó. À không phải là tôi không yêu ông bởi vì ông có những điều này, đúng chưa? Đó, chúng ta tôn trọng người ta, chúng ta tôn trọng những cái điều họ đã có. Tôi nói thế thôi nhá mọi người, đừng có nghĩ là mình xúi người khác tự tử nhá. Chị Hạnh còn gửi hẳn một cái bài tụng ở đây. Hồi xưa chị thích làm bố người yêu. Em không hiểu chị ý chị Hồng Ngọc lắm. Hồi xưa chị thích bố người yêu hay là chị thích làm bố người ta? Rồi. Không hiểu ý chí chị Hồng Ngọc lắm. Mấy cái này nhá, mấy cái này mọi người lên search lên Google hồi hướng các thứ nhiều lắm nhá. Quỵ lụy về tình yêu là do cái đây này, mình nhìn này, quy luật về tình yêu này là do cái tim của mình quá mở, khiến cho cái năng lượng đi qua cái trái tim mình quá lớn nhưng nó không được đáp lại đó. Thích quản lý người quá mở này, quản lý chúng ta bị áp đặt này, áp đặt này thông thường những cái sự áp đặt này liên quan đến thằng số 3 này. Thằng số 3 tức bằng là thằng số 3 có cái sự gia trưởng, được chưa? Nó liên quan nhau hết đấy. Hồi xưa là mình cũng rất thích quản lý người yêu, rất thích là à, mày phải như này, phải như kia, em phải như này, em phải như kia, em phải học này, em phải học cái kia. Nếu sao mà bắt đầu mình học được ra là mình đang bị gia trưởng, nên là gì ạ? À bởi vì người yêu mình có phải là trong cái gọi là cái công việc của mình đâu, đúng không? Mình đang bị gia trưởng, vậy thì mình phải cho người ta cái không gian, thì phải rất 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 lâu chúng ta mới học được bài này đó. Bắt đầu là mình cho người ta không gian, cho người ta tự do, tự dưng người ta yêu mình hơn đó. Nhưng mà càng mình càng ép thì càng 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 chết bố à. Rồi ok, tưởng là mẹ chứ. Em có nhỏ cháu mỗi lần nó gây lộn với người yêu là nó bị co giật té xỉu, nó bị ảnh hưởng đến số 4 không? Nói chung là cái vấn đề này ấy, thì phải phải nói chuyện trực tiếp với bạn đấy thì mới biết là bạn bị ảnh hưởng nó ra nào. Còn bây giờ chúng ta không thể đoán phán đoán đâu mọi người ạ, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, thậm chí là trong ngay trong quá trình nói chuyện đấy. Ví dụ như là mình có nói một chuyện với mọi người rồi đấy, ai hôm nay mà đọc cái bài viết ở trên Facebook của mình á, trong quá trình nói chuyện này thậm chí còn biết được người đấy có bị trầm cảm hay không, biết được người đấy có bị trầm cảm hay không bởi vì cái năng lượng nó tỏa ra như vậy. Chứ còn ví dụ là chúng ta chỉ đưa ra một cái phần này ấy, chúng ta không thể biết được rằng là có bị ảnh hưởng đến sao số 4 hay không, được chưa? Không thể biết được đó. Ví dụ như này, à gây lộn người yêu xong bị co giật bị té xỉu, có thể là do cái sự phẫn uất, bởi vì mình không thể nào cai quản được người yêu hay không, mình không thể điều khiển được người yêu. Nhưng mà nó liên quan, sự phẫn uất này liên quan đến đâu ạ? Liên quan đến thằng số 3 là cái thằng gây ra sự kiểm soát, chúng ta không thể biết được nhá. Đấy, đây này, đúng kiểu của chồng chị là thành ra khen thì ghen thấy quá. Thì mọi người nhớ này, khi mà chúng ta biết được điều này, chúng ta hiểu điều này ấy, tức rằng là mình phải thông cảm được cho người ta, mình phải hiểu được cho người ta đó, mình phải hiểu à họ đang có những vấn đề như vậy. Càng lụy thì những tình huống vô tâm càng nhiều, đúng rồi. Chúng ta càng lụy thì bắt đầu mọi người nhớ này, nó càng dí mình xuống, càng dí mình xuống. Và thậm chí có những trường hợp mà một là mình chết, hai là mình đứng ngược lên. À, các anh chị đây chắc chắn là sẽ hiểu thôi. Đây này, nhiều huống lặp lại ép mình đến khi mình nhận ra thôi. Phải yêu thương bản thân mình thôi, không ai yêu thương bản thân mình đâu nhá. Yêu thương bản thân mình đi, bắt đầu người khác mới yêu thương bản thân mình. Thôi rồi, đi tiếp. Cân bằng này. Đó, đọc qua đi ạ. Đây này, rối loạn cảm xúc này, cảm xúc ta sẽ bị phụ thuộc, chúng ta bị phụ thuộc vào người khác. Tôi bị ủy mị, tôi bị quyến luyến vào người khác, tôi đã sầu đã cảm, tôi sợ những cái vấn đề liên quan đến cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Đó. Tôi sợ người khác bỏ rơi mình là mình đang bị rối loạn, được chưa? Tôi luôn luôn yêu cầu có sự cam kết, anh phải yêu thương tôi đến cuối đời chẳng hạn. Anh có yêu thương em mãi mãi không? Người yêu mình không nói phát là bắt đầu là ui giời anh không yêu thương em. Đó, đúng không? Chắc gì mình yêu thương người ta. Đó, chúng ta rất sợ bị phản bội. Mà càng sợ bị phản bội ấy, mọi người thấy không ạ? Chúng ta càng sợ bị phản bội ấy thì chúng ta càng tạo áp lực cho người kia, và rất dễ là mình bị dính điều đó, đúng không ạ? Chúng ta càng sợ điều gì điều đấy càng đến, bởi vì sao ạ? Điều đấy sẽ đến bởi vì nó là bài học của mình sợ phản bội thì chắc chắn mình sẽ ăn đòn phản bội đó. Nhưng vấn đề về tim mạch này, bệnh về hệ miễn dịch này, bởi vì khu vực tuyến đức của mình nó liên quan đến hệ miễn dịch của mình nhá. Khi bảo mọi người bỏ thời gian này gõ trực tiếp vào khu vực tuyến đức này đó, ở trong một vài cái nhánh năng lượng, hoặc là trong cái phần EFT ấy, thì nó cũng sẽ có những cách thức để nó gõ trực tiếp vào khu vực này. Và khi chúng ta gõ trực tiếp vào khu vực Lhasa 4, tức rằng là chúng ta đang giải phóng cái năng lượng lớn nhất ở khu vực này, bởi vì khu vực Lhasa tim
và đặc biệt là khu vực trái tim này, đừng gõ trực tiếp vào tim nhé, đừng gõ trực tiếp vào tim, gõ khu vực sơ bốn thôi, đó, khu giữa này, đừng gõ trực tiếp vào trái tim, nha, nó sẽ giải phóng cái năng lượng rất lớn, được chưa?